Xin chào các bạn đến với kênh xe đạp, kênh review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Video hôm nay em giới thiệu các bác mẫu xe đạp địa hình Taucat Venturi, một mẫu xe đạp địa hình cấu hình Shimano Atus. Em đang bán mức giá chỉ là 5.200.000, một cái mức giá rất là rẻ cho một chiếc xe đạp địa hình cấu hình cực rất là cao, khung nhôm. Toàn bộ khung của chiếc xe là khung nhôm rất là chắc chắn, khung nhôm nước sơn đen phối vàng cực kỳ là đẹp thể thao, thương hiệu Taucat, size M, size của xe là size M. Thì một lát nữa em sẽ có một đoạn video ngắn để đo size cụ thể hơn cho các bác xem, đi vào chi tiết của chiếc xe. Thì chiếc xe được trang bị bộ đè sau là Shimano Atus với 8 tầng lip, lip mà gạt đĩa trước là gạt đĩa Shimano với 3 tầng đĩa. Thì cho chiếc xe này có 24 tốc độ khác nhau, bánh bánh là 26 inch. Toàn bộ xe là nhập khẩu nguyên chiếc chính hãng, xe là toàn bộ đồ là nguyên zin, nguyên zin Taucat. Khoảng 5.200.000 và các bác đã được một chiếc xe có phanh dầu, phanh dầu Shimano, mô hình rất là cao trong cái tầm giá. Bộ tay bấm là Shimano với đây là 8 speed này. Thì đây 8 speed này, bên này là 3 này. Đó, chiếc xe 24 tốc độ. Giảm sóc dầu và bánh là 26 inch. Bây giờ sẽ vào đo size của chiếc xe và test chuyển động để cho các bác xem. Có nhiều bác hay hỏi em về giá bán của những chiếc xe mà em đưa lên kênh, thì các bác ấn vào mũi tên trỏ xuống ở đây. Đó, thì giá bán của chiếc xe em sẽ đề ở ngay phần tiêu đề của video. Còn ngoài ra thì những chiếc xe mà ở phần giá em để chữ xôn như này, tức là xe đã bán. Đó. Còn ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh, ấn nút chuông chọn tất cả để nhận được những cái thông báo về những cái thông báo mà những chiếc xe bọn em đưa lên, thì nó sẽ thông báo về điện thoại của các bác. Và mời các bác tiếp tục xem video. Size đo từ tâm trục đạp đến khóa cọc yên là 44 cm, khóa yên tới tâm cổ phốt là 55 cm. Thì chiếc xe của các bác đi từ khoảng 1m63 đến khoảng 1m75 thì phù hợp. Của chuyển động Shimano Atus và gạt đĩa Shimano với 8 tầng lip và 3 tầng đĩa. Chuyển động rất mượt mà. Các bác thấy động của chiếc xe còn rất là mượt mà. Vâng, thì cái giá bán của chiếc xe như em đã nói ngay từ đầu video chỉ có là 5.200.000. Bao ship toàn quốc cho tất cả các bác, chuyển hết 100% tiền. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975709943. Ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh cộng ấn thêm nút chuông để nhận được những thông báo mới nhất về những chiếc xe khác bạn đang đưa lên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video. Hẹn gặp lại các bác trong những video lần sau.